các electron của nguyên tử nguyên tố ít à, được phân bố trên ba lớp lớp thứ ba có 6 electron Nghe chưa số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố ít à, của nguyên tử nguyên tố ít là số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử, nguyên tử nguyên tố ít là rồi ở đây thì mình có được phân bố trên ba lớp đúng không thì một cách nền tảng tôi đã nói với rồi ha. trong tài liệu của tôi mô tả tài liệu của tôi cũng có này đó là gì à, khi mà chúng ta đề cập đến các lớp electron ấy thì chúng ta có bốn lớp nền tảng Đúng không Mình sẽ có 4 lớp uh, nền tảng 1, 2, 3, 4 Thì uh, lớp 1 Lớp 2, lớp 3 và lớp 4 Với số Z các bạn lưu ý nha Số Z sẽ nhỏ thua hoặc bằng 20 Nói chung là số Z cũng khá là nhỏ Z nhỏ thua hoặc bằng 20, 20 nguyên tố thông dụng Thì các E sẽ được phân bố ha, là lớp 1 tối đa 2 E Lớp 2 8 E, lớp 3 8 E Và lớp 4 còn lại là hai lớp tròn Thì là 2882 Cộng lại các bạn thấy bằng đúng tròn 20 không Thì trong trường hợp này nó bảo là Thứ nhất là nguyên, tử nguyên tố x được phân bố trên ba lớp thứ hai là lớp thứ ba có 6 e các bạn thấy rõ không vì lớp thứ ba này á là nó có 6 lá tròn đúng chưa bỏ đi số 2 vậy thứ ba này có 6 lấy tròn sửa lại cái này số 6 thôi vậy này để hỏi là số đơn vị tới hạt nhân của nguyên tử nguyên tử x là thì con tổng nguyên cái đuôi này lại đúng không ạ à? hai cộng 8 cộng 6, thì các bạn ra là hai cộng 8 được 10 10 cộng 6 là 16 vậy chúng ta có tổng cộng là 16 proton 16 sáu tròn và số đơn vị điện tích hạt nhân của nó cũng chính là 16 luôn rồi được chưa nó là 16 và vậy thôi nó là 16 vậy thôi ha